Sopa, hechi chamake. Y su samba suau. 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 Sí, suau. Okay, hello chakaban. Okay, hello chakaban. Okay, hello chakaban sumar kaput. Okay, hello chakaban mình nani. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nhà và Lâu Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại trang trại bốn bản nha các bạn, trang trại bốn bản làng. Thì ngày hôm nay là sẽ là các cái luống su hào anh em mình trồng, đó là được khoảng tầm 7-8 luống gì đấy, là chia ra ở chỗ này chỗ kia. Là hôm nay là cũng cơ bản là đúng là vừa tới đấy các bạn, gọi là ăn được rồi. Thì hôm nay sẽ nấu cho tất cả mọi người dân ở đấy là thưởng thức lần đầu tiên biết cái củ su hào này các bạn, lần kiểu nấu ăn thế nào. Đấy củ su hào các bạn, những củ này. Sao bà ta vậy? Muy grande. Afinal, fica muito grande. Sim. Esse folha também pode comer? Sim, sim. Esse já provamos uma vez. Tira aí, não. Ok. A faca foi ainda com as coisas? Tá bom. Então fica só assim. Đấy các bạn, hôm nay là sẽ nấu cái món su hào xào với cà rốt. Cà rốt thì cũng có trong vườn thôi, cùng củ chứ củ vừa có củ to củ bé thôi. Thì hôm nay là anh em mình sẽ chọn những cái củ to rồi, không ăn thì không lỡ nó ra. Thì ăn không hết thì anh em mình sẽ đưa lên bán cho người Việt Nam, vì là su hào này bán cho người Việt Nam là cũng rất là được giá. Dạ số bà, có một sao bây giờ kì gì đối một sao để có gì nhà làm ấy. Sì. Hôm nay là hai chị này là sẽ nấu ăn, bây giờ hiện tại đang chia từng tổ để tiếp tục khai hoang này các bạn. Khai hoang mở rộng ra để mà trồng tiếp cái vụ mới. Ô chứ ba một cô gì nhà Isu chứ? Sí. Nunca có gì nhà Isu? Nunca. Nunca né? Nunca. Esse come. Esse folha também pode comer. Folha tipo couve angolano. Sí. Là cái lá này thì có thể nấu giống như người dân ở bên này nấu, cũng giống như cái lá rau cải của người dân bên này đấy các bạn, nhưng mà cái lá này ngon hơn. Só vai esse folha ở đây mais cuia né? Cuia, cuia. É. Nós também come isso. Isso que nunca comi ainda. Agora depois vamos aprender para tudo o povo comer com fun gì về cuia ou não, já? Tá bem. Các bạn cùng đây thôi. Trời ơi. Đấy, đấy, cái này là vừa ăn đấy, nóng ở đấy khoảng tầm về tầm 15 đến 20 củ đây thì mới đủ được. Đấy, anh hai cái có những cái củ mình đứt cái anh nhổ luôn đi, để những cái củ đẹp đẹp tư lại để mà hôm sau mà bán cũng được. Esia có là phăm mùi cô le bà qua là gần đi, bà là gần nhá. Đấy, củ những củ này bị đứt đây này. Yes, aquí también grande, aquí. Các bạn, củ này. Có một số củ bị đứt thôi, còn lại là rất là đẹp luôn. Dạ, mày về lục thịt à? Ăn nó cho lại nhá. Qual a traga? Sim. Qual a traga tira? Ai, củ của bạn này đấy rất đều này. Này. Nhân anh em mình chỉ toàn một số củ đẹp thôi, còn lại là anh em sẽ hái những cái củ nào bị nứt đấy. Mà thể đưa lên ăn được đó. Đấy những cái củ nào bị nứt đưa lên ăn đây, củ này. Đẹp chứ các bạn này. Dạ dạ. Vida para ver. Dạ vida sim. Isso, isso. Bem grande não é? Isso aí. Đấy đây mà sao cái cà rốt thì đồng ngắn có ít lạ rau mùi các bạn. Mùi. Đấy. Rất là nhiều đấy nha các bạn. Đẹp cái lớn tao bonito sao vậy? Bonito. Đây bạn, đẹp đấy. Ở cái đây mà đưa lên cho người Việt Nam bán là cực kỳ được giá các bạn này. Để anh em mình về hỏi là một cân bao tiền đã thì để anh em mình đưa lên bán. Thế kèm theo phải bao bì luôn, là bán đầy đủ thêm cả vừa rau muống này. Này. Toàn bộ đây, toàn bộ là rau muống này. Đang cắt xong các bạn, cắt này là nó lên rất tốt luôn. Cắt xong rồi lên, cắt xong nó cho vịt phân chuông vào rồi đàm nữa là mưa xuống là nó lên cực kỳ tốt. Người dân ở đấy là suốt ngày ăn, bây giờ ăn rau muống với là ít rau cải mà. Về qua là bún đi tù. À ta bông. Dạ. Yeah. Nhiều đấy anh ơi. Nhiều phết đấy. Những củ những cái củ. Ta củ nó cán đi đâu? Đâu giống cái này. Bình thường đấy. Đâu bình thường quá. Đi sao cái tăng? Nào nào ấy cái tao bị cái đủ nhanh. Rồi đủ rồi, thoải mái rồi. Dạ. Đi ra ra vào bên. À giờ sẽ sáng đi nhổ ít cà rốt các bạn, ít cà rốt. Ờ đây sao xong? Dạ. Sao mới vậy? Thì mà thu hoạch chỗ này cũng được khoảng vài sọt đấy các bạn. Vài sọt được củ to. Wow, có củ ít thách đây. Nhổ đi củ này nữa nhá. Ese tão grande. Ese tão grande. Nhỏ luôn như này. Trời này, củ đây phải tao một nắm lường đấy. Không, bị nứt đấy này. Không bị nứt. Có đủ đấy, đủ chứ. 1, 2, 3. Ui, cái thao đấy, cái đấy là cắt nhỏ ra các bạn, về là cà rốt nữa thì đúng là đẳng cấp luôn. Dạ. Ở đây này lê vai su mu lê phải lại chứ. Vai ở đùi răng của cô gì nhỉ? Dạ. Đấy củ đều phải đấy nè. Thôi. Ừ. Cái này đưa lên bản là ok rồi. Cái gì bên này đồ bông đồ Việt Nam ấy ta muốn tôi cuy à? Sì sì. Muốn tôi caro. Caro. Đấy chờ để mà gõ anh chiều về anh hỏi chị Huyền đây, cô mua là
để mà đưa cả su hào này, cả rau muống này, cả bầu bị mướp ấy. Chúng su hào thì nói su hào chứ họ cũng mua, nhưng quan trọng cái giá cả thôi. Su hào bây giờ là ở bên này mà có củ su hào để ăn là rất là hiếm nha bạn, vì ở thành phố người dân Việt Nam mình ấy, ở thành phố đi trồng là không có đất đai để mà trồng đâu. Đấy, đấy là mua đầu tiên anh em mới trồng su hào ở đây. Khả năng là mua tới sẽ tốt hơn, vì là su hào vẫn ưa lành hơn anh. Nó giống như Việt Nam mình là cái vụ giáp tốt đấy, à giáp tết đấy. So ba, esi tipu repolium. Eli apanya tipu apanya de frio. Ok. Qui tipu prossimo mes. Aha, đấy thì mình sẽ lại được hang xong rồi mình sẽ đưa xuống đấy để trồng tiếp cái vụ này nha bạn. Vụ dơ mà ướm là vừa đẹp luôn này. Nhưng mà hiện tại hang của mình vẫn chưa lại được cơ. Bên này tốt hơn, cái hang này giống grande. Đấy. Củ rất là đều nha bạn. Sau đó sẽ gom mướp này, bầu này, đây là bí này, đây là su hào này, đây là cà rốt này. À, cà rốt thì không gom đâu, vì là cà rốt ở ngoài trời cũng nhiều, là những cái rau Việt Nam thôi. Ta sẽ đưa lên bán một lần để cho người Việt Nam, bởi vì ở đấy là người dân ăn không thể hết được. Rau muống các bạn nhìn này, có tầm nó đầy 10 luống, rau muống rau cải. Đấy, mấy anh ấy cục chủ bác từng làm già bên kia. Để mà đầu rau cải hôm nay là tốt. Rồi giờ ở đây là đấy, toàn bộ rau ria là ở đây đầy đủ hết các bạn. Ăn chủ yếu ăn không hết thì bán, mà không thể không phải là không hết đâu các bạn. Chẳng qua là anh em mình đưa đi bán một ít để mà lấy cái tiền này để mà cho người dân là để biết được cái năng suất thôi. Chứ còn để cho người dân đưa về bán thì bao nhiêu cũng không đủ đâu. Giờ xin cô ý tâm anh cô giờ nói sao bạn? Nào xin cô giống mình thực về. Ok. Chứa. Cái này cũng su hào ấy. Thôi bây giờ sẽ lên chế biến cho người dân là nấu cà rốt su hào xào cà rốt các bạn. Đấy, món ăn là dân giả của Việt Nam, món rất là ngon. Ô đấy là cay hết các bạn, cay hết chỗ này này. Giờ mãi mới tiến hành phía trên kia, giờ phải thuế bò cay các bạn. Số bài sẽ ta vira đấy. Ra ta vira du, ta muốn ra direita bên pa por la plantas. Cái gì cái này bao đây cái phi cát trùm gì đấy? Sì phi cát trùm, phi cát trùm. Cái bỏ một bên luống để cho nó thành phấn cái ngố đấy các bạn. Sì vâng, cay hết đấy. Bên này cũng đặt mềm mại. Giờ được con phía trên nữa thôi. Đấy, cứ chia ra, giờ các bạn cứ chia ra tự làm đó các bạn. Chia ra tự làm. Đấy. Thuế cây, thuế bò. Esi bò ấy, số bà đề xe đề bò cô đấy, à xa rùa. Sì, sì. Onde quando viraram aí? Sim. Para poder esse lixo tudo entrar dentro, no coelho no fundo, okay. Para servir como estrume. Sim, sim. Depois quando vai diretar em cima, aquilo traz uma quentura boa para a alimentação das crianças. Aí cai são, sáng cho bang, các bạn, đảo đất lên thành để làm luống đấy. Voilà lê! Voilà lê bơ! Bây giờ là các bác trường bản từ chia nhau, bản nào bản đấy từ chia để làm đấy các bạn. Đấy, sau này cũng năng suất cao, các bạn nó hưởng rất là nhiều hơn. Ok các bạn, thì bây giờ hiện tại là anh em mình đang hướng dẫn các chị đấy là cắt su hào ra cho bạn, gọi là lược cái vỏ ra, xong lúc đó mới cắt sau đấy, về nhá. Đấy, phải hướng dẫn cho các chị em nấu ăn ở đây một lần, xong lúc đó là lần sau là những cái ngày tiếp theo là các chị nấu ăn ở đây là sẽ biết làm theo như anh em mình đã làm. Cái này cũng dễ các bạn, còn mua ít dầu ăn lên nữa được thôi. Về đấy, về xin đấy. Vậy depois você faz é tá vendo ele cat tipo manjoca não é assim na da próxima hora aí não sei bem vê assim tá vendo faz de dois lados na hora se eu entrar na bunda tá vendo sobe assim tipo de manjoca não é não é aí suave não rất là nón nha các bạn, nón anh ơi, nón nếu mà nó có nó ra nên mình chỉ cần lược một cái nó xong á. Đó. Cái con mà nó nón thôi nó đâu được cái đó. Ví dụ con lúc em mai phải đi sắm mai boca đủ nói. Dạ. Bố sẽ phải dạy là tí bù mèo nói. Về. Thò là boca đó. Nắp cốt tao muốn tôi đen tao rồi chứ. Em đang lấy đây đang vừa mới nhổ cà rốt lên đang ngồi cắt cà rốt bên kia các bạn. Để cho mọi người đang làm gì kia để tí lên ăn. Thể có một buổi cơm nó có cá có. Về đấy. Dạ dạ. Đấy, có những cái củ bình đất này nha các bạn. Là anh em mình cũng ngắt vào luôn để ăn luôn chứ không để nó hỏng hết. Mấy con cái củ đẹp thì hôm sau đưa đi bán hoặc là làm qua. Đấy. Phải và tirar la propia casca. Ta bên. Vé, ta bên đấy. Nào bây giờ cột ta cột nào. Ok. Số tira xin đấy. Bây giờ sẽ xay ra xin. Ta bên. Ta bên, xin. Ok. Đấy, hướng dẫn cho các chị một lần như vậy. Giờ mày tới số là.
Củ như củ này này hơi. Úi giời. Mấy gram nữa đấy? Tipu kê, tipu tipu bắn á. Ui giời, gần mưa đây các bạn. Để mình sẽ cắt con hái quả, hái củ này, sau con các chị là cho các chị thử cắt, hướng dẫn các chị tự cắt. Đó vậy đấy. Chú hào này mà sao lại ăn nghiền luôn đấy các bạn, ăn nghiền luôn. Đấy. Có ít rau mùi gì, cần bay luôn. Đấy, bảo bác trường bàn nhé, bác trường bàn thử làm cái anh. Bên này hầu như người dân hay dùng dao dùng ngược đấy các bạn này. Cái xiên nó xin đấy. Nó xin đấy. Nó xua xin. Hình như mình thuần tay hay sao ấy. Mình thuần tay. Họ tỏi quen họ giáo toàn cầm ngược đấy các bạn. Đó bên. Nhìn là đại chẳng thấy theo đấy các bạn. Vì lâu lắm rồi. Từ khi ở Việt Nam không nói đấy các bạn. Ở Việt Nam thì su hào này ở Việt Nam thì mua tết rất là nhiều. Mua tết là nhiều vì là mua lành mà. Su hào bắp cải là chủ yếu mua lành. Hầu như là gần, mua gần tết là nhà ở trong vườn là nhà ai cũng có su hào hoặc là bắp cải hoặc là chờ mà rất là nhiều. Này còn bên này mà anh em đi xa quê mà có được củ su hào này đây. Một củ đây hai anh em đi làm gì hết nửa củ. Hai anh em này nửa củ vậy là một củ cà rốt ra đâu đấy. 6-7 lương. Hai anh em mình là chỉ vì giống như mình Vĩnh Thạch là khoảng tầm một củ đây còn một củ này à nửa củ này. Nửa củ này với một củ cà rốt nữa là chuẩn bài luôn. Đây một ít rau thơ rau mùi nữa. Đây rau ngô đấy. Ngô tá đấy. Dạ. Pues cuando acabas de cascar. Ahora vamos a cascar cabana me. Tí đâu mà. Por prender mai. Ah. Chỉ đây có cái xin. Primero tierra acá fora. Dạ, eso está bom. Con ta. Ở bên này cắt thế này bà con này. Bên này người ta cắt thế này này. Nào nào nào. Không cắt được như mình đâu. Anh nào 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 em asi. Anh cái này. Nào asi. Nó sẽ mega asi. Dạ, bé gà xích cao vào, cao vào. Cái này hôm nay như ném làm. Đấy. Dạ, đấy. Bên này giáo tân, dạ y xu. Dạ, y xu. Để cắt cho quen để hôm sau con nấu buổi trưa mà ăn các bạn. Đấy, nó cũng đơn giản, hôm sau anh em mình chỉ mua ít rau lên thôi. Cà rốt thì có trong vườn này rồi. Đấy, trong trang trại có rồi. Bây giờ chỉ còn nhổ khoảng vài củ su hào lên là vài củ cà rốt nữa là lên là con đứa có món ăn mới là hơn các bạn. Sốp à, em sẽ công senhora. Senhora. Qua senhora. Công senhora. Em vil muito melhor. Em muito melhor. Sim, sim. Ok. Sốp ba, já comer muito que comida vietnamita. Não, eu gosto de comer mesmo, sim. Aqui lá su hào này thì của mình cũng là bảo là nunca comi esta aqui. Cắt lại các bạn cái lá su hào này. Cái lá su hào này em sẽ cắt. Tí người dân mang về nấu ăn sau. Cái này ăn rất ngon. Es folia guarda. Tá bem, tá. Hoje vou aprender a comer aquele do baixo daí, né, já? Tá bem, sim. Thôi em đem ra lấy đi. Bạn xem này, rau cải của Angola. Rau cải mà người Angola thương ăn á, nó cái lá giống như thế này luôn. To hơn. Mà cũng là cái kiều lá này à. Ok các bạn, thì bây giờ là anh em mình sẽ hướng dẫn người dân sẽ thái ra từng miếng nghe sau thì để sắt nhỏ nhé các bạn. Ở ra về nhá. Ừ. Quán cô ta xin cho cô ta xô. Lê vi xô a xin ta về. Về nhá. Ô lê về. Ta về. Ừ. Ta về. Cắt mỏng cái này sau tí sao là nhánh chín nhé các bạn. Sau thả thành sợi ra. Ừ. Ta về nữa. Ôi, cô sẽ corta mais. Ok. Tipo salada. Tipo tá vendo? Agora sim, tá vendo? Isso, tá vendo? Fica assim. Puta. Đấy, cắt nhỏ đây sao tí nữa sao mà nhánh chín nha mọi người. Hơi lâu công tí, cắt hơi lâu. Nhiều mà, số lượng rất là nhiều luôn. Tí để cho người dân thưởng thức. Có thớt này mới cắt được chứ người dân bên này không dùng thớt. Hôm sau anh em mình sẽ làm cái thớt. Đó. Hả? Ê, sao bố đã có mê ra con à? Bố đã bố đồ vào. Hay á. Xin. Ờ vậy. Ô mẹ về. Về. É verdade. É tipo cenoura. É tipo cenoura. Hả? 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 Depois coi nha con ở về nè. Về phi ca sinh ta về. Là sinh ta về nè. À sinh. Ah, né doce. Về ca sinh ta về. Tipo repolho mesmo.
Tí nữa sao tí là chín thôi. Cái này mà làm dứa mọn cũng rất là ngon nha mọi người. Đấy, hôm sau này làm dứa mọn ướp với cà rốt tới ướp chánh đường là lá chánh các kiểu rồi gừng tỏi ướp với cà rốt ăn rất là ngon, ăn sống rất là ngon luôn. Esibo de mitura con signora. Qua signora. Cota otruti buso de boi mitura con signora de boi so mete aliu. Zizibeli. Dingdungu. Oliu. Limau. Limau. De boi mitura som. Come corrup ja. Muito bem. Tá bem? Người hướng dẫn người dẫn thì làm được một củ su hào hay làm được rất là nhiều món, không phải là một món đâu các bạn. Có thể xào thịt này các thứ. Hôm nay anh em mình là xào cà rốt đó. Anh em mình sẽ hướng dẫn những người dẫn là những cái món gì là dễ nấu nhất tại bản có. Chứ thịt thì nhiều khi là không, anh em mình mua lên mới có đấy các bạn, chứ người dẫn ở đấy là không có mua thịt đâu. Esi bố được cô gì nhà công can này ta về này. Mai agora no su voy aprender qua coi ra nào ta đu rù tipo carne aquí. Bố ta đu rù. Agora vô cho con tira con signora. Con mẹ mi lời. Ta về này. Cho một cái giáo kia anh, à, anh lấy giáo được cắt ra. Giáo này bản to dễ cắt hết. Cái này nó chạy. Hả? Mình cắt một tí để cho các kỳ cắt hướng dẫn cho nhìn cắt ra. Ta về này. Qua là bị kè nó phải cắt đu bài xù. Mà phải chìm à. Ngrán nó phải cắt đu bài xù. Y xù. Y xù. Ya, toca. Toca, ¿está bien? Ve, a ver así. Ya, dile ahí tú. Muy doloroso. Ve. Ve, ¿eh? Ve, ¿eh? Así. Đấy, anh em mình cắt quen hơn, anh em mình cắt cũng quen lắm các bạn. Đấy. Và cái này nó cũng bò nhiều quá, bò nhiều quá. Tớn. Quen nó tớn, nó chay. Vậy bỏ ngay giờ dư một cái hai cái thôi. Nào. Dạ. Dạ ý. Chết được rồi, chết được rồi. Khó. Ta về đây, về này, về phải chơi này. Ý xù ta về. Ý xù. A con lo xí xù a xinh. Ta về. A xinh. A xinh. A xinh ta về. Để em đang đi hướng dẫn các bạn, để em đang đi bật cắt đấy. Agora sim, nhé. Isso, em mudar um pouco aí. Đúng rồi, em đang đi bật cắt đấy, em đang đi giỏi đây. Đấy, isso. Ei, igual assim. Não, não, mau, pega assim. Pega assim. Eu vou agora, eu pego assim, eu tô lá. Tá bom assim? Você pega assim, né? Mình ngồi rá cho, mình ngồi rá cái đây. Các chị phải cho nhìn vài lần nữa, các từ làm các bạn. Về này. Cái này nè. Dạ, đi ra. Đi phi gì nè. Ainda não comeu buruque cuia? Buruque cuia? Ainda não comeu? Ainda não está provando buruque cuia? Ainda não provando. Ok, bạn thì hôm nay như là anh em mình đã nấu xong cái món hôm nay là món su hào. Đây, su hào sao cà rốt các bạn này. Đấy, su hào sao cà rốt này rất là ngon luôn. Trong thực đơn này thì có cá này, một người một bát bột ngô này với cá, một con cá khô nha bạn, một con cá khô, một bát bột ngô. Đây, đấy, ăn hết thì sẽ lại tiếp bột ngô còn đang còn rất là nhiều. Ra bô vụ. Hoje esse comer fun de combesi mais um bocado de fruta do vietnamita. Tá bem. Esse do vietnamita, aquele branca. Sim. Fala su hao. Su hao. Su hao. Carrot. Carrot. Su hao carrots. Su
Su hao sao caros. Dạ, agora bobo tira come brova cuyao nào nhá. Tá bem. Đây các bạn, thì hôm nay là giờ anh em mình đã nấu xong cái món là su hao sao cà rốt rồi. Thì đây là phần này là của em cameraman này. Đây đang để đây một tô này, trên đây dưới hay hẳn ngon này. Đây thì bây giờ là để cùng mọi người thưởng thức. Đây hôm nay là sẽ chế biến cái cách nấu, chế biến cái cách nấu này để cho người dân sau này là sẽ biết cái củ su hào này là nấu những cái món thế nào. Anh em mình là hướng dẫn nấu những cái món dễ nhất mà tại ở trang trại là có nha các bạn, dễ tìm nhất. Ví dụ như ở cà rốt là có này, hành có này, đấy chỉ có mình anh em mình đưa dầu lên nữa là sẽ xào được. Chứ còn thịt, xào thịt thì để hôm sau, xào thịt thì chỉ có lúc nào anh em mình mang đến thôi. Dạ. Hoje nós vamos aprender uma coisa assim, não tá duro. Sim. Esse só corta, corta não é? Sim, sim. Só corta, corta depois. Cozinha isso não é duro. Sim, sim. Agora fala. Mời các bạn ăn! Mời các bạn! Dạ, come sao nhá? Come! Obrigado! Come, tira come! Aqui! Tira! Đấy, anh sẽ lấy cho... Dạ, ta kì! Đấy, ta kì! Dạ, đấy, lấy hai thìa này! Đấy! Cadido, cadido, no! Dạ, ta kì! Là một cái xíu lên, no! À, hôm nay có cái mối! Để mình lấy cái đem lại cái mối á! Hôm nay, đâu này có cái mối! Đấy! Đấy! Como? Cuyao đâu? Cuyao. Hả? Taki về. Taki mana? Thì đây là thìa đây. Đấy, sốc chứ. Úi giời, mỗi người buổi tối đến đây đến giờ luôn. Nhà mày tay. Ok. Dạ, Taki. Úi giời. À, Taki. Sao kê lê chi? Ý giời ơi, anh em mình bây giờ là cùng chiêu chiêu đấy quan. Đấy, ý giời đâu kia kìa. Đề ba ca, dạ, đề ba ca. Đề ba ca. Đấy, ý giời. Cúi ao nâu. Cúi à. Ý giời, cúi à. Nà phân tay đâu rồi đi à. Tá bom, chega. Cô mê dạ, cô mê đề ba ca. Sì, sì. Cô mê, tí là cô mê. Cô mê, cô mê, cô mê. Bó tí tí. Obrigado, igualmente. Mana, como? Como, cúi ao nâu? Cuia. Cuia bem, né? Não. Já. Senhor, essa comida não é boa mesmo. Bom? Não. Cuia bem, né? Não, cuia bem, cuia, cuia. Essa é a única comida que cuia mesmo. Cuia. Tem muita vitamina. É, muita vitamina. Muito vitamina, muito chupa, né? Comer isso depois vai sondar muito bem. Na panca da orelha. Não, não ia acabar, não ia. Um pouco que é isso, o que é isso? Mete, né? Como assim? Tá com ele, tá com ele, tá com ele. Tira para comer, não para comer. Tira o suhau comer, para suhau. 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 Rama, rama, tá onde? Na sua final, afinal de conta, cura muito bem. Misturando com peixe. Sao này cứ béo ngay ngay vậy anh các bạn, có dâu ấy. Dạ, cháu biết bao nhiêu? Để hướng dẫn cho người ăn cái cách chủ yếu để ăn để hôm sau mà buổi trưa ăn đấy các bạn. À mẹ có gì nhỉ? Sao bà, cô mù? Ê, isso cuya sẽ. Hả? Isso cuya. Hả? Là cháu mấy vamos repetir mais. Ah, é? Sim. Isso cuya, muito bem. Isso a preta não é difícil. Đây, anh này hãy đứng đây, anh này. Sao nhìn hết rồi? Cuya. 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 Mình sẽ đứng phục vụ, ai hết thì mình sẽ lấy. Toàn ăn su hào này vừa ngon sao kiểu đầu hơi đậm đậm một tí các bạn. Đây là có một ít nước, tí nước con này anh em mình đã bỏ vào ở tô đây. Cái anh kia đúng mày, anh lấy làm một su lần. Dạ, bây giờ. Đấy, chia cho mọi người một ít. Có xin anh nó cảm ơn. Dạ tinh. Chắc bệt bà. Dạ tinh mày. Đặt hàng các bạn, đặt khách. Hết sạch. Các bà với cả kia thấy ăn su hào không ăn cả, không ăn phun. Nào nào có mẹ phun đấy. Tụi mẹ sau này su hào đấy. Su hào, su hào, su hào, su hào bắp cải. Đấy. Nào su cuyo, ơi su cuyo. Cái nha cabo. Mua su đa. Đa. Cuya. Cuya. Ý giời ơi. Mete muito daqui. Mas velho, como é cuia bem, né? Até hoje assim parece um pouco empanturado. Você come depois não fica mais comprido, já? Não, depois não fica mais comprido. Hai khai này là hết sạch tới luôn, kiểu thật. A minha barriga vai ficar empanturado mesmo. Tem. Tem.
Đây. Đây đi mày. Ăn nghiền luôn các bạn, ăn nghiền luôn. Có dâu đây, nó mùi không có các bạn, có hành lá thôi. Su hào. Su hào. Su hào. Su hào. Đấy, để tư cho em cameraman một ít nữa. Tí là come, tí là come ta bê. Đây là cái mối này to dễ vỡ hơn này. Mỗi người một ít nữa. Ngươi gì? Núi sạch khai không các bạn? Su hào. Su hào bắp cải. Đây các bạn, bên này ăn cái ngon lắm các bạn, ngon. Ăn rất là ngon. Bây giờ đu. Ha. Ăn nó nó mềm mềm. Sao mà muốn đu thế nào? Mới đi ăn đu ở bên đây. Ngon thật đấy anh ơi, ngon đấy, ngon. Đấy. Bông đấy. Quý à bông. Nó mà nhau mới repetit. À bây giờ cô chị nhà. Dạ, mà em cô chị. Nó thích mùi đồ. Dạ, dạ. À mà nhà bông cô chị nhà mai. Dạ. À cô. Ừ, anh này thấy được các bạn này, thấy được. Bông bắt đầu. Rồi à cô. Ghê vậy. Ngươi. Đông nhân sao đầm đầm, ăn rất là ngon nha các bạn. Dạ bông. Tao bông đấy. Ừ, cô à. Bây giờ đau chảo em còn một ít nữa từ cho em cameraman. Đấy. À có đúng bài chứ về rồi bằng kìa. Bông lên mặt à? Đấy, bây giờ hầu như buổi trưa ở đấy là các bạn. Buổi trưa ở đấy là người dân bây giờ là có tất cả đầy đủ là giống như đóng trang trại bá bản thôi, ở ngoài này cũng thế. Rau muống này, rau mông tơi này, mướp này, rau dền này, củ su hào này, đây là củ đầu này, đây là rau cải này. Đây là đầu này, nói chung là có tất cả những cái đồ hoa củ rau củ quả của Việt Nam. Là bây giờ người dân ở đấy là hiện tại đã quen ăn về rau củ quả Việt Nam này. Bây giờ là dân như là quen đây. Rau muống, đặc biệt là rau muống và rau cải là hầu như thường xuyên ăn. Ngày này là rau muống, ngày kia là rau cải, đây hôm sau có thì mướp, rồi bầu. Bây giờ là có món mới nữa là su hào xào cà rốt. Đấy là những cái món anh em mình chế biến đơn giản nhất có thể mà có thể tìm được trong ở trong trang trại, chỉ có thiếu dầu nữa thôi các bạn. Đấy chứ còn thịt cả thì lúc nào anh em mình mua lên thì mới có. Tá bom, né? Cuia sim, né, seu bar? Não, cuia, cuia muito bem, cuia. Depois comer mais? Já, já, vamos comer mais. Amanhã vamos repetir. Já, amanhã devemos, não podemos repetir durante essa semana mesmo. Aí eu vou engordar bem. Bom, né? Muito bom mesmo. Essa comida é boa. Comida assim, comer depois, levanta muito rápido. Tu bùa xin, levanta muito rápido. Cuia! Chamema! Đây thì ngày hôm nay là nói chung là ai ai cũng ăn rất là ngon, rất là ai cũng ăn rất là ngon miệng nha các bạn, cực kỳ ngon miệng hết sạch đỡ luôn. Mình đi đi lên rồi bố rồi đây. Gì? À các bố, tú đùa các bố, sạch hết cho các bạn đây, tô này, tô bạc này, gì? À các bố đấy. À các bố. Đi bôi máy. Es si cuya nào? Cuya. Anh cảm ơn rất nhiều nha. Cảm ơn nhiều. Ôi mẹ mu. Ôi gì? Ôi giờ nói gì đấy? Ok, ba tay ba mà gửi anh đi sâu quan đây. Vẹt sạch, vẹt hết sạch nha bạn. Không còn một tí nào hết. Dạ. Ở đây chứ con, thì ngày hôm nay là người dân ở tại trang trại đã được thưởng thức món là su hào xào cà rốt. Đấy, ai ai cũng ăn rất là ngon miệng, mặc dù là đấy lần đầu tiên ăn. Đấy, nhưng mà sao vì đầm đà có vị béo ngậy của mỡ dâu đấy các bạn, rất là ngon. Ai cũng ăn hết luôn. Đấy, hy vọng là anh em mình trồng ở đây để cho người dân là có thêm rau củ quả để ăn vào những cái buổi trưa làm việc. Cái tất nhiên không phải bị múa đâu các bạn, chỉ có múa bột ngô với là dầu với ít cá lên là thôi. Còn rau củ quả là không còn, hầu như là ngày nào là mọi người cũng ăn rau củ quả Việt Nam. Bây giờ là đừng khá quen rồi, khá quen dần thôi. Đấy, thì hy vọng là mọi người tại làm việc tại nông trại đấy sẽ có đủ lương thực để ăn và có một cái cuộc sống ấm no hơn.
Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáp Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó và làm miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Cuya. Cuya. Ừ, cha bê ba hết cả đấy các bạn ơi, cha bê ba là ai cũng hết sạch thanh thanh trong cái bản của mình ấy. Cô nào cũng hết sạch các bạn, hết sạch luôn đấy. Ai cũng ăn hết cái món của mình cả, rất là ngon miệng. Cha bê ba đấy, ta vâng.